trái tim của Nandini. Nó cũng chỉ ra rằng trong cuộc bầu cử sắp tới, con cũng sẽ dễ dàng giành được trái tim mọi người. Đi với tôi. Abai, chuyện gì xảy ra vậy? Anh ổn chứ? Không. Thực ra là mùa hè ở đây, ý tôi thì nó đúng là sự thật. Được rồi, bỏ qua tất cả điều này, đi cùng tôi nào. Nhưng có chuyện gì? Tôi không có thời gian lãng phí đâu, đi với tôi đi. Siddha, đi cùng tôi. Mẹ và ba đang đi về nên tôi muốn đi cùng họ. Siddha, bây giờ anh đi cùng tôi đi. Đến đây. Siddha, đến đây. Ritu, anh đã nhận được cuộc gọi từ văn phòng khẩn cấp. Anh phải đi đã. Được, em sẽ nói với ba mẹ. Được. Được rồi, giờ ta cũng nên về thôi. Được. Siddha đâu? Ba, anh trai đã nhận được cuộc gọi từ văn phòng. Có cuộc họp khẩn cấp, anh ấy đi rồi. Được. Vậy chúng ta cùng đi về thôi nào. Cảm ơn. Cảm ơn. Sao mà mọi người về sớm vậy? Uống chút trà, ăn chút đồ ăn nhẹ đã. Tại sao chúng ta lại đến đây? Bây giờ anh hiểu thôi. Là Khan Sinh, xin vui lòng đến đây. Để tất cả những bông hoa ở đây đi. Dạ thưa cô. Tất cả những thứ này là gì đấy? Đây là ý tưởng của Divya. Tất cả những ý tưởng lãng mạn này chỉ xuất hiện trong tâm trí của các quý cô thôi. Một thế giới tưởng tượng. Nếu không tưởng tượng thì chúng ta chỉ có một cuộc đời nhàm chán thôi. Ồ, nghĩa là các chàng trai chúng tôi sẽ có cuộc sống thú vị là vì có các cô gái sao? Tất nhiên rồi. Chà, có lẽ vì tôi không có bạn gái. Anh làm như tôi có 10 người bạn trai hả? Cô khôn ngoan vậy mà. Im lặng đi. Chúng ta có thể tập trung vào việc tạo ngạc nhiên không hả? Được rồi, chị gái và anh rể đã tái hôn với nhau, cho nên chúng ta cũng nên đáp trả cho họ một cái gì đó. Đúng không Abai? Hả? Chuyện gì? Ừ, chính xác. Được rồi. Bây giờ tôi phải trang trí giường của Nandini. Nandini là của tôi. Chỉ là của tôi. Cô ấy không thể ở với Ravi được đâu. Tôi xứng đáng hơn anh ấy nhiều. Abai. Abai. Abai, anh ổn chứ? Anh bị gì vậy? Anh đang đổ mồ hôi rất nhiều. Ở đây trời quá nóng. Tôi muốn ở trong văn phòng vì tôi có một số công việc phải làm. Chuyện gì xảy ra với Abai vậy chứ? Có thể anh ấy đang nghĩ là nơi này sẽ khiến cho anh ấy bị mắc kẹt trong những món đồ trang trí. Không phải ai cũng có được sự kiên nhẫn như tôi đâu. Thật là mắc cười. Nhìn vào căn phòng đi, nó rất là đẹp phải không? Đúng rồi. Và chị gái và anh trẻ sẽ bị ấn tượng. Họ sẽ thích sự ngạc nhiên chúng ta làm cho họ đấy. Và tất cả công việc này thuộc về tôi. Chứ tôi đã làm gì ở đây? Anh chỉ hỗ trợ tôi thôi à? Không đâu nha. Ý tưởng cho phần này là của tôi mà. Ý tưởng ban đầu là của riêng tôi, nhưng mọi thứ khác là ý tưởng của tôi. Xin lỗi đi. Ý tưởng mấu chốt là của tôi, cô chỉ thêm hoa lá vào thôi à. Siddha, chúng ta lại cãi nhau rồi. Được rồi, hôm nay hứa. Không gây chuyện, không cãi nhau được không? Được, xin lỗi. Tôi cũng rất xin lỗi.
Bây giờ anh hãy làm mấy việc còn lại, tôi sẽ canh chừng không để anh trai và chị dâu đến đây. Hai con hãy hạnh phúc nhé. Để duy trì một mối quan hệ, các con phải từ bỏ một vài điều. Bọn trẻ sẽ bước đi cùng nhau và được đi cùng với nhau là niềm vui. Bây giờ Nanini sẽ không bao giờ cảm thấy cô đơn khi ở đây. Dù có điều gì xảy ra, con vẫn sẽ hỗ trợ cho cô ấy. Hạnh phúc của con nằm ở hạnh phúc của Nanini. Được rồi con trai, chúng ta về đây nhé. Đi. Bảo vệ xin vui lòng đưa họ đến cửa. Những gì anh đã nói với ba mẹ của em là sự thật. Nếu như mà em không tin anh, thì anh có thể chứng minh với em. Anh định chứng minh thế nào? Tình yêu mà anh có, người nào cũng không so sánh được. Anh đã cho em thấy tình yêu của anh theo cách tất cả những khoảnh khắc đó là không thể nào quên được. Anh đau đớn thế nào khi không có em? Bây giờ em đã là của anh rồi, thì cuộc sống thiếu trắc trở đó sẽ ban cho anh cơ hội lần nữa. Người ta nghe đó. Anh đang làm gì thế? Ai đó nhìn thấy chúng ta thì biết làm sao? Cứ để họ nhìn đi. Em là vợ anh mà. Nandini. Hội trường dơ quá, làm sạch nhanh lên. Nandini. Chuyện gì xảy ra? Sao khuôn mặt của cô lại có màu đỏ như vậy hả? Tại sao cô cứ tỏ ra ngây thơ như vậy hả Nandini? Đâu phải là cô mới kết hôn đâu. Nandini, mà đi chuẩn bị công việc bếp núc đi con. Mọi người phải ăn trưa đúng giờ. Dạ. Ravi, đi với mẹ nào, mẹ có việc phải làm. Gayatri. Con đang làm gì đó? Cả hai đứa nó... Chờ chúng một khoảng thời gian bên nhau đi chứ con. Con muốn chúng lập tức quay trở lại việc vào ngày hôm nay sao? Ravi và Nandini phải vào phòng của chúng. Không được đâu. Nếu họ đi vào phòng của họ
thì sự ngạc nhiên mình chuẩn bị sẽ bị bại lộ. Mẹ, con có việc quan trọng phải làm với David. Bà ơi, sao bà nghiêm túc ý cuộc hôn nhân này quá vậy? Bà làm như thế là họ đã ly dị rồi tái hôn lại không bằng á. Họ đã kết hôn rồi mà. Thì dành thời gian với nhau lúc nào mà không được. Otara nói đúng thưa mẹ. Không được, nếu mà tất cả các nghi thức hôn nhân đã được thực hiện, thì tất cả nghi thức sau khi kết hôn cũng phải được thực hiện. Cô dâu và chú rể nên dành thời gian riêng tư với nhau. Nanini và Ravi, đi đến phòng hai đứa đi. Anh trai vội làm gì chứ, đợi một lúc nữa đi đã nào. Ồ kìa Divya, sao lại bảo tụi nó đợi? Bà ơi, cháu đã trang trí phòng của họ. Cháu muốn làm họ ngạc nhiên vì điều đó, cháu cần thêm chút thời gian. Bây giờ bà làm sao đây? Bà đã nói với họ hai lần rồi, là họ nên vào phòng của họ. Bà bảo anh trai, mau đưa chị dâu đi ăn trưa đi. Ravi, hành vi keo kiệt của cháu đúng là không chấp nhận được. Đúng vậy, không chấp nhận được đâu. Mau dắt vợ của cháu đi ra ngoài ăn trưa cùng nhau đi chứ, rồi quay lại đây sau. Divya, ý tưởng hay đó con à. Cảm ơn bà. Dạ bà. Cháu sẽ đi thay đồ và xuống liền. Nanini em cũng thay đồ đi, anh trai chờ. Sao mà lại phải lên lầu? Anh đã làm rất nhiều điều cho tất cả mọi người trong số chúng ta rồi. Hãy cho mọi người có một cơ hội để làm điều gì đó cho anh đi mà. Làm một điều, anh hãy đưa chị dâu đến phòng của bà đi. Đích thân em sẽ mang quần áo đến cho anh nha. Sau đó em cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc vì đã giúp được cho anh chị trong ngày hôm nay. Cho anh trai và vợ của anh ấy thì anh đừng đi đến phòng của mình. Được rồi, chúng ta sẽ không đi. Ravi, Nandini, đi với bà nào. Nanini à, em có tin anh không thế? Hơn cả bản thân em. Vậy thì hãy hứa với anh đi, em sẽ không bao giờ rơi nước mắt nữa. Không được. Tại sao? Bởi vì đây là những giọt nước mắt hạnh phúc mà. Thím à, cảm ơn thím vì nhờ thím mà bất ngờ không bị hủy hoại. Chứ nếu không thì nỗ lực đã đổ sông đổ bể. Nhưng mục đích của tất cả những điều này là gì vậy? Nó là việc cần thiết mà thím. Đây là ngày đặc biệt đối với họ. Chúng ta đã có rất nhiều nhiệm vụ quan trọng và cháu thì... Thím mời cháu xin lỗi nhưng việc này cháu nghĩ là có nghĩa. Hôm nay thì anh trai và chị dâu rất hạnh phúc với tất cả những điều này. Dù sao thì cháu cũng có rất nhiều công việc trên lầu, chúng ta nói chuyện sau nhé, tạm biệt. Một căn phòng trang trí bằng hoa. Mình đã tưởng tượng ra cảnh hai con người sẽ qua đêm trong cái phòng này như thế nào. Mình không để chuyện đó xảy ra đâu. Anh sẽ không thể hiểu được bởi vì anh chưa từng yêu ai mà. Đến khi nào yêu rồi anh sẽ hiểu hết tất cả những chuyện này thôi. Rồi anh sẽ hiểu mà. Dạ thưa bà, Abay. Nghe kỹ tôi nói đây.
Anh mất bao nhiêu thời gian về hả? Anh có biết bọn em đợi lâu lắm không? Nhưng mọi người bảo bọn anh đi ăn trưa mà. Ăn trưa gì mà tới tối luôn vậy hả? Xin lỗi Divya, bọn chị về hơi trễ. Xin lỗi em. Không sao. Bây giờ cả hai người có thể đi đến phòng của mình được rồi. Được rồi công chúa nhỏ ngọt ngào của anh. Anh sẽ nghe lời em. Xin lỗi anh nha, anh cũng vậy mà. Ai sẽ tặng quà mọi lúc cho cô công chúa nhỏ ngọt ngào của anh chứ? Ồ, là trường hợp này sao? Vậy đây là lý do em tức giận anh chị đã về nhà trễ phải không hả? Được rồi, cho anh biết em muốn nhận quà gì. À, nhân tiện thì món quà này không chỉ dành cho em gái mà còn là quà cho chị dâu. Cháu cũng đang chơi với Divya đó à? Gayatri, nếu như bọn nhỏ cảm thấy muốn làm điều đó thì để chúng làm đi chứ. Chúng mới cưới nhau hay gì chứ? Thế mà, hai người này kết hôn nhiều lần nên chúng cháu sẽ yêu cầu tặng quà nhiều lần. Đúng vậy. Được rồi, nhận đi nè. Tự chia ra nha. Kinh quá, anh là người keo kiệt đó. Vậy cho hai người muốn bao nhiêu? Hết túi. Vậy được chưa hả? Bây giờ thì được rồi đó. Giờ anh chị đi vào được chưa? Đã được thông quan, đi đi. Con thực sự hạnh phúc với cuộc hôn nhân của hai đứa nó hả? Hay là muốn có quà tặng? Chị dâu, đây là quà của em đây nè. Hôm nay đừng nói chuyện với mẹ nghe chưa? Xin lỗi mẹ. Mẹ. Vậy là đây là lý do họ bảo ta đi ăn trưa. Vì điều này công chúa của anh đã lấy số tiền lớn làm quà tặng tiền mặt đó. Tum hi dekho na ye kya ho gaya. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Trà Vi đến đây với mẹ liền. Có chuyện lớn rồi con. Dạ. Trà Vi, con đi với mẹ liền. Chuyện này rất quan trọng. Dạ mẹ. Em đi rửa mặt đi nha, anh quay lại liền. Mẹ, chuyện gì thế mẹ? Thưa bà, xin chào Abe, Trà Vi đang ở cùng tôi. Kể tôi biết chuyện gì đã xảy ra đi. Đợi chút thưa bà. Salini, cố gắng liên hệ với họ thường xuyên. Manish, nói chuyện với người phát ngôn của Himachan. Tôi sẽ tiếp tục gọi cho cậu. Nhớ phải trả lời tôi đó, được chứ? Đây là thời điểm khủng hoảng thưa bà. Một số MLA của bộ phận Himachan đang rời khỏi đảng. Có rất nhiều trận đụng độ giữa đảng của chúng ta với những người ủng hộ về ý thức hệ. Một số người đã bị thương. Chúng tôi đã đưa họ đến bệnh viện. Nếu chúng ta không đưa ra quyết định mạnh mẽ hơn nữa, chuyện đó có thể xảy ra. Được rồi, tôi sẽ đến đó sớm. Không đâu thưa bà. Theo như tình hình này, nếu Ravi đến đó thì sẽ tốt hơn đấy. Cuộc chiến này là tâm lý đối chọi giữa mới và cũ. Thế hệ mới là những người theo định hướng như Ravi. Chỉ Ravi mới có thể kiểm soát họ. Chỉ có Ravi mới có thể là cầu nối giữa các thế hệ cũ và mới. Được rồi, con sẽ đi. Làm tốt lắm Abai. Công việc của chúng ta đã có hiệu quả. Bây giờ Ravi sẽ đi đến thung lũng Himachan và tận hưởng ở đó. Nhưng cậu phải tìm ra một giải pháp vĩnh viễn cho tôi. Bà đừng lo, chúng ta sẽ có giải pháp vĩnh viễn cho chuyện này. Nanini không bao giờ thuộc về Ravi. Bởi vì Nanini là của tôi. Chỉ là của tôi thôi. Ravi à, chuyện gì xảy ra vậy anh? Mẹ đã nói gì? Anh phải đến Himachan. Nếu đi ngay bây giờ, anh sẽ đến được đó vào buổi sáng, sẽ mất gần 10 tiếng lận. Cũng lâu đấy. Đó là một khu vực đồi núi, không an toàn khi lái xe vào ban đêm, đúng rồi anh. Nhưng quan trọng là phải đi. Đúng, đó là sự thật. Nhưng mà anh có thể đi vào ngày mai bằng máy bay được ưu tiên không? Lễ đính hôn của Divya là vào tối mai. Anh đi liền bây giờ thì mai mới có thể trở lại được chứ. Đúng rồi. Siddha, cảm ơn anh rất nhiều hôm nay vì đã giúp đỡ tôi nhé. Đâu có gì. À, chị Nandini và Ravi thích phòng chứ? Siddha, anh có bị ngốc không vợ? Anh nghĩ tôi là một kẻ ngốc và tôi sẽ đến phòng của họ không hả? À, Divya này cô đoán đúng rồi. Cô thích cả hạt dẻ và kebab. Siddha, đó là một trò đùa dở ẹt đó. Divya này, cô thật xinh đẹp khi cười. Tiếp tục mỉm cười nhé. Nhân tiện anh có biết không Siddha, chị Nandini trở về nhà tôi thực sự rất vui. Đúng vậy, tôi cũng vui lắm.
Nếu không tôi không có lý do để gặp cô được. À mà mai là lễ đính hôn của cô hả? Chúc mừng nghe. Alo. Xin chào, còn ở đó không vậy? Nè. À, xích ra. Cô sẽ bận rộn vào ngày mai có phải không? Cô sẵn sàng hết chưa? Cô phải đến tiệm làm đẹp và làm những cái khác nữa. Cô đang rất phấn khích có phải không? Xích ra, tôi sẽ đi đây. Tôi có việc phải làm, tạm biệt. Cô ấy đang đến hôn. Mà sao mình lại buồn? Xin chào người vợ thân yêu của anh. Anh không đi à? Anh muốn đi. Anh cố gắng tự mình giải thích, nhưng rồi anh không đồng ý. Sao thế? Vì anh đã nghe tim mình. Anh sẽ đi vào ngày mai trên máy bay của anh. Anh cũng sẽ trở lại trước khi Divya đính hôn. Nhưng Ravi à? Không. Anh sẽ không đi đâu cả. Mối quan hệ của chúng ta kéo dài đến tận 7 kiếp lận. Đó là lý do tại sao em chính là ưu tiên của anh đó. Này, đừng khóc. Không có lý do gì để em rơi nước mắt cả. Em có biết không? Anh thật may mắn. Bởi vì anh có em đang bên cạnh anh rất vui. Anh sẽ không cho em đi đâu cả. Anh yêu em, Nandini. Em cũng yêu anh.
लगती है कि खुशबू तुझे तुझे Javi. Javi. Đây là gì chứ Nanini? Em làm hỏng sự ngạc nhiên của anh rồi. Anh muốn đánh thức em dậy. Nhưng anh làm tất cả điều này để làm gì chứ? Tại sao không? Ai bắt chỉ có người vợ mới được phục vụ chồng mình? Nhưng Ravi, em thấy là không cần đâu mà. Nếu có ai nhìn thấy, họ sẽ nghĩ gì đây chứ? Họ nghĩ gì thì có làm sao? Em đang yêu cầu chồng em pha trà tận giường cho em. Cứ để họ nghĩ vậy. Chúng ta không tranh luận với ai cả. Em hãy nằm xuống giả vờ ngủ đi. Bây giờ em mau nằm xuống và nhắm mắt lại. Đừng mở mắt cho đến khi anh gọi em nha. Khi mà anh gọi em hãy mở mắt từ từ, đồng ý không nào? Dạ chồng. Chào buổi sáng tình yêu. Trà sáng đến tận giường của em rồi nè. Uống trà của em đi nào. Rất ngon. Uống hết luôn đi em. Tuyệt vời. Anh đã pha trà cho em rồi, nên anh cũng xứng đáng được nhận cái gì đó chứ. Được rồi, cho em biết anh muốn gì nè. Đến đây. Cho anh muốn đến gần em hơn nữa. Cái gì? Đưa cho anh. Được rồi, nhưng làm gì chứ? Hãy làm một việc. Anh sẽ nhắm mắt. Và em hãy cho anh nhé. Em không hiểu là anh cần gì. Bây giờ, em chỉ cần nhắm mắt lại. Anh sẽ lấy những gì mà anh cần. Được rồi, nhắm mắt lại đi. Bây giờ nhắm mắt lại.
Chào buổi sáng mẹ à. Nanini. Nanini gian lận nghe. Không được đâu. Đi ra đây, đến cho anh đi. Nào. Ravi, hôm nay là lễ đính hôn của Divya, em có nhiều việc phải làm, đi thôi. Mẹ à. Khi tôi nhìn vào đôi mắt của cô, có vẻ như cô đã không ngủ cả đêm. Có chuyện gì vậy? Cô nhớ chồng mình cả đêm sao? Không. Còn đâu có nhớ anh ấy đâu. Nanini, cô thua rồi. Chấp nhận sự thua cuộc đi. Mẹ à. Con đi lấy tờ báo nhé. Đi đi, để nó đó. Cô tự lo cho bản thân đi. Tôi ở đây để lo lắng cho đất nước. Bây giờ mẹ cũng phải lo cho bản thân mẹ đi chứ. Bởi vì không có tin tức nào về những gì đã xảy ra cho đảng của chúng ta ở Himachal, cả trên tin tức truyền hình cũng như trên báo chí. Nên tờ báo mà mẹ đang đọc, con cũng muốn đọc đấy. Con nghĩ mẹ sẽ cho anh ấy xem những tin tức như vậy. Những tin tức rất đặc biệt. Và chắc chắn rồi, tất cả những tin này sẽ được in trên tờ báo mẹ đang cầm, phải không nào, hả mẹ? Nói cho con biết, mẹ muốn con đưa tờ báo này cho Ravi không? Khoan đã, ý cô là sao? Mẹ nghĩ hoàn toàn đúng. Ravi không có đến Himachal. Anh ấy ở lại với con. Rác rưởi. Nó có nghĩa là cô. Để con nói cho mẹ nè. Con không cần nhớ ảnh làm chi cả. Mẹ đã thua rồi thì hãy chấp nhận cuộc thua đi. Dạ thưa bà, nói cho tôi nghe đi. Tôi thua cô gái rẻ tiền này một lần nữa rồi. Ravi và Nandini qua đêm ở đây cùng với nhau rồi đó. Điều tôi sợ và muốn ngăn chặn cũng đã xảy ra rồi. Nó có nghĩa là Himachal. Đúng vậy, Ravi không đến đó, nó đã ở đây. Abai. Abai ơi. Mình yêu cô ấy. Nanini không bao giờ có thể thuộc về Ravi. Anh ta không bao giờ có được cô ấy. Bởi vì anh ta không bao giờ yêu Nanini. Anh ta không biết về tình yêu. Mình yêu Nanini. Mình. Ravi không xứng đáng với em. Mình không thể mất cô ấy được. Mình không thể mất cô ấy. Tôi yêu em, Nandini. Tôi yêu em. Chúng ta sẽ rất tuyệt vời khi đứng cạnh nhau. Có phải không nào? Hả em?
tôi sẽ giết cậu. Cậu không thể cướp lấy Nanini của tôi được. Cậu không thể đưa cô ấy đi. Nanini chỉ là của tôi thôi. Chỉ là của tôi.